Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, Diệp Phàm và nhóm của mình sử dụng các di vật của Thánh Nhân để chống lại uy áp, leo lên Đài Ngọc. Họ gặp phải sự cạnh tranh từ các thế lực khác, nhưng nhờ chiếc chén bể của Đoạn Đức, họ đã lên đến đỉnh Đài Ngọc. Tiêu Vân Thăng và Tiêu Thái Sư cũng lên đến đỉnh, và một cuộc chiến giữa các hùng chủ sắp nổ ra. Chuyển sang tập 308 của Già Thiên. Chủ yếu là cường giả Trung Châu, có một ít người của Tây Mạc và Nam Lĩnh, mỗi người bằng thủ đoạn của mình đi lên Ngọc Thai Vạn Trượng, ai cũng là đầu sỏ một phương. Mà lúc này mấy người Diệp Phàm lại khá đột ngột. Vì mấy người dù tính thể nào cũng không coi là cường giả, lại bằng một cái bát vỡ mà lên đây. Cái bát này không tồi. Tiêu Vân Thăng suýt xoa, vươn một bàn tay tới, muốn cướp lấy cái bát. Nơi đây có áp lực rất lớn, nếu chiếc bát vỡ này bị cướp đi thì mấy người chắc chắn sẽ hóa thành bụi phấn, hình thần câu diệt. Trên đỉnh đầu mấy người Tiêu Vân Thăng đều có mười mấy kiện cấm khí tổ hợp cùng một chỗ, ngăn chặn thiên uy cho nên không có sợ hãi. Tay phải Diệp Phàm khẽ hơ, điểm về phía trước, Nhân Vương ấn tự nhiên hiện ra, như vạn nhạc cùng hiện, đẩy về phía trước, chống đỡ pháp lực vô tận, đánh về phía bàn tay kia. Ầm. Một tiếng động mãnh liệt vang lên, hai người đồng thời rút lui. Mọi người kinh dị, cường độ thân thể của Phong Duyên vượt xa phán đoán của bọn họ. Bạn đang nghe kể chuyện tại kênh YouTube Đô 5 Phút Review. Trên Ngọc Thai Vạn Trượng này, pháp lực của bất cứ kẻ nào đều bị phong cấm, thân thể cường đại sẽ chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chư vị, đây đúng là một kiện bảo bối, không chừng có thánh nhân lưu lạc pháp tất lạc ấn bên trong. Ánh mắt Tiêu Vân Thăng hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm chiếc bát vỡ. Những lời này vừa ra, mấy người Diệp Phàm lập tức trở thành tiêu điểm, ai ai cũng nhìn lại, không ít người còn lộ ra dị sắc. Không hề nghi ngờ điều này không có lợi gì cho mấy người Diệp Phàm. Chỉ lát nữa nếu có hỗn chiến phát sinh thì không ít người đã chú ý tới bọn họ, có ý đồ cướp đoạt cái bát này. Một khi mất đi sự che chở của chiếc bát vỡ, mấy người chắc chắn sẽ hình thần câu diệt nơi này. Tiêu Vân Thăng đang muốn mượn tay người khác để dồn bọn họ vào chỗ chết. Mấy người Diệp Phàm, Đông Phương Giả rất tức giận, nhìn chằm chằm mấy người kia, rất muốn phá tan cấm khí trên đầu bọn họ, để cho bọn họ cảm thụ loại tư vị đó. Đáng tiếc, nơi Tiêu Vân Thăng, lão giáo chủ Âm Dương giáo có mấy vị đại năng tụ tập, nếu muốn động thủ thì mấy người quá nhỏ bé. Trước khi mất chiếc bát này, ta chắc chắn sẽ giết chết ngươi. Diệp Phàm nhìn chằm chằm Tiêu Vân Thăng, bình thản nói. Hắn vừa tiến nhập Hóa Long bí cảnh không lâu, đối diện với những người này căn bản không thấm vào đâu, nhưng nơi này lại đặc thù khiến lời nói của hắn rất có trọng lượng. Uy hiếp một vị đại năng như vậy khiến không ít người cảm thấy buồn cười nhưng trong lòng cũng nghiêm nghị. Nếu là bị hắn giết chết thì đúng là quá oan uổng. Tiêu Vân Thăng hiện ra vẻ cười lạnh, không nói gì nữa. Một khi rời khỏi Ngọc Thai Vạn Trượng này, hắn nhất định dùng thủ đoạn lôi đình gạt bỏ Diệp Phàm. Lúc này, ánh mắt mọi người lần nữa nhìn về phía quan tài, đây mới là tiêu điểm tranh đoạt của bọn họ, là tiên trận vô thượng. Sao lại không động đậy được nắp quan? Đoạn Đức lo lắng. Hắn đứng trong chiếc bát, sớm bày ra khóa quan thuật nhưng lại không có hiệu quả gì. Đây là cổ quan của thần linh, phàm lực có thể lay chuyển được sao? Ngươi không dùng tới mộ tán học căn bản thì đừng cổ sức làm gì cho phí công. Lão người mù nói. Quan tài cũ kỹ này lơ lửng giữa hư không, có tiên khí hóa thành chân long, thần hoàng. Nhìn rất sống động, ngàn vạn điều đang vờn quanh. Tuy mọi người hít sâu một hơi khí lạnh, cẩn thận quan sát. Cổ quan này đột nhiên bừng bừng sinh cơ, tràn ngập sức sống, còn đầy đủ tinh khí hơn mọi người. Có chuyện gì xảy ra? Thần linh cổ còn chưa chết sao? Quan tài nặng nề di động, cũng không quá ổn định. Khi nó rơi xuống, mọi người phát hiện ra dị thường, trên nắp quan tài không ngờ sinh ra một chiếc lá non nớt. Không phải thần linh chưa chết mà quan tài còn chưa khô héo. Trên quan tài có một cành cây xanh tươi dài hơn một thước, trên đó có mấy phiến lá. Tinh khí tràn ngập chính là do nó phát ra. Điều này sao có thể? Quan tài hơn trăm vạn năm không ngờ còn có thể dựng dục ra chồi non. Đây chính là quan tài được khắc từ một cây thần mộc. Yêu chủ Nam Lĩnh phỏng đoán. Lúc này, không ai không rụt rịch, trong lòng rung động. Thần thụ, bất tử thần dược đều là những thứ khả ngộ bất khả cầu, từ sau thời thái cổ gần như đã tuyệt diệt. Đã có người dùng một gốc thần thụ khắc thành một quan tài, trong mắt bọn họ đúng là phung phí của trời, thật sự vô cùng lãng phí. Ta đã biết, thần linh không cam lòng, muốn được bất tử. Có đại năng hiện ra vẻ sợ hãi, nghĩ tới một ít truyền thuyết cổ xưa. Thời khắc này, tất cả mọi người chấn động, bọn họ cũng đang nghĩ tới một ít bí tân. Tương truyền, thiên thần dùng bất tử mộc làm quan tài, có thể muôn đời bất hủ, có lẽ sẽ có ngày hồi sinh. Trên thế gian này chỉ có bất tử dược và bất tử thụ là có thể trường tồn cùng thế gian, không bị năm tháng ma diệt. Mà quan tài được tạo nên từ chúng tất nhiên cũng bảo trì một ít đặc tính.
Trong một ít cổ tịch còn lưu lại có ghi chép rằng vì muốn bất hủ, thần linh đã tìm bất tử thụ để mình tán thân. Nhưng trên đời này có được mấy gốc bất tử thụ đây? Chỉ có một hai thần linh là làm được chuyện như vậy, bởi vì căn bản không thể tìm thấy. Đương nhiên, không ai tin tưởng những điều đó, từ xưa tới nay đều chỉ là truyền thuyết, không thấy thần linh lâm trần, đại đa số thể nhân đều cho rằng không có tiên. Nhưng mà hôm nay gặp được quan tài do bất tử thụ khắc thành, ai ai cũng chấn động. Không hề nghi ngờ, đây là một chứng cứ đảo điên thế nhân, chứng minh có lẽ những điều ghi lại trong cổ tịch là thật. Trong năm tháng vô tận, trước thời thái cổ có lẽ thật sự có tiên. Đây là ngộ đạo cổ trà thụ. Rốt cục có người nhận ra chất liệu của quan tài. Mấy phiến lá trên quan tài kia trong suốt như mã não, nhan sắc và hình dạng không chiếc nào giống nhau. Quá xa xỉ. Mọi người đồng thời kêu lên, cũng thở phào một hơi. Ngộ đạo cổ trà thụ hiện giờ còn sống, ở ngay trong bất tử sơn, chưa bị diệt tuyệt. Có thể nhận ra ở thời đại trước thái cổ, có người cất bất tử thụ cho mình dùng nhưng vẫn để lại thần căn. Trong năm tháng dài dòng, ngộ đạo cổ trà thụ đã khôi phục, mà quan tài này cũng không bị mục nát, còn giữ lại một tia sinh cơ. Ngay cả chiếc quan tài cũng là bảo bối a. Mọi người nghĩ tới việc này. Khối quan tài này sau khi bị mở ra không chỉ có thể là thần vật luyện khí mà còn là báu vật để ngộ đạo tu luyện. Khối cổ quan này đúng là quá xa hoa, từ xưa đến nay e rằng cũng chỉ có một hai người là làm được, những người khác dù nghĩ cũng không dám. Xoát! Có người ra tay. Một mảnh lụa bay ra muốn tiên hạ thủ vi cường, kéo quan tài xuống. Ồ! Mọi người giật mình, cũng không có khí cơ khủng bố, không có dao động mênh mông mang tính hủy diệt như trong tưởng tượng. Điều này có chút không thích hợp với lẽ thường. Chiếc quan tài tạo thành từ bất tử thụ rơi xuống ngọc thai, thần thánh mà tường hòa, vô cùng yên lặng. Không đúng, áp lực cường đại, khí tốc khủng bố không phải do nó phát ra, chẳng lẽ còn có thứ gì khác sao? Ngọc thai này rất lớn, có tiên vụ và hỗn độn khí lượng lờ, mọi người vẫn chỉ ở chỗ này, căn bản chưa tìm thêm những chỗ khác. Lúc này, một vị thần tăng của Tây Mạc ánh mắt sáng như đuốc, nhìn thẳng vào một mảnh sương mù nói, A-di-đà Phật. Một cổ thi thê. Mọi người kinh hãi phát hiện ra nguồn gốc của sự khủng bố không liên quan gì tới chiếc quan tài mà là từ bên kia. Nơi đó có ánh sáng ngũ sắc lưu động, một khối băng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, bên trong cũng phong ấn một khối cổ thi. Khối băng này rất đặc biệt, tuy có hàn khí nhưng không lạnh tới thấu xương, có ánh sáng ngũ sắc lưu động, tản mát ra sinh cơ và sức sống kinh người. Nhưng mà loại khí tức tường hòa lại bị thi thể trong khối băng phá vỡ. Hắn như một tuyệt đỉnh cổ kinh, ngạo thị muôn đời, tất thảy đều phải phủ phục dưới chân hắn. Đây là một khối tiên thi sao? Mọi người ngây ra, không đi đoạt quan tài mà chỉ nhìn chằm chằm vào khối thi thể đó. Trên ngọc thai vạn trượng, dao động tràn ra và thiên uy vô thượng đều là do hắn, là nguyên nhân của hết thảy các loại lực lượng. Đồng thời, mọi người chú ý tới một điều dị thường. Khối băng kia có hình dáng rất giống chiếc cổ quan, như vốn được đặt trong cổ quan vậy. Trong lòng mọi người khẽ động, đúng là không thể lý giải, có lẽ thật sự vốn ở trong cổ quan này. Mọi người rất nhanh nghĩ tới một loại khả năng. Trong sương mù mênh mông, mọi người dùng các loại cấm khí tuyệt thế hộ thể, chống lại áp lực lớn lao, cùng đi về phía trước quan kháng thần linh đã ngã xuống. Không phải di thể, không có cốt nhục. Mọi người cứng họng. Khi đi tới gần, mọi người rốt cục nhìn rõ thân ảnh trong khối băng, đều hiện ra vẻ khó hiểu, vô cùng rung động. Đây cũng không phải là một khối thi thể đầy đủ mà chỉ là một tấm da người, lây dính máu có màu ngũ sắc, lưu động dao động đáng sợ vô cùng. Sao lại như vậy? Tóc dài màu tím, làn da bóng nhảy, lóe lên bảo quang, vẫn còn sáng bóng. Trên lưng bị vỡ ra, cốt nhục bị lấy ra từ đó, vẫn còn một ít máu rất huyền ảo, khác nhân tộc rất lớn, có năm màu, quang hoa sáng lạn. Đây là thần linh trước thời thái cổ sao? Huyết nhục của hắn đã đi đâu, sao chỉ còn lại một tầng da bên ngoài? Cổ tiên! Cổ tiên! Đây là minh chứng sao? Mọi người vây quanh, ai ai cũng chấn động. Mặc kệ hắn có phải là thần linh hay không, tấm da này cũng có thể nói là vô giá, có thể sánh ngang với thánh vật của đại đế, vì dao động nó tràn ra quá đáng sợ. Nhưng mà không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Tấm da này có khí cơ đáng sợ như vũ khí cực đạo, đủ khiến người ta bị ép thành phấn vụn. Mặc dù bọn họ có đủ loại thần vật hộ thể nhưng cũng có cảm giác không thể kiên trì nổi. Đây thật sự là tiên da sao? Có phải là da của đại đế hay không? Ồ, nơi này còn có một hàng cổ tự. Đột nhiên có người phát giác, cả kinh kêu lên. Ở sườn khối băng có một hàng chữ, cứng cáp hữu lực như khảm cả thiên địa đại đạo vào trong. Thời khắc này, biểu tình của mọi người vô cùng phấn khích. Những chữ này rất chấn kinh mọi người. Đại ý của nó là có một kẻ tới đây, ý đồ mượn cổ quan để tán thân, đã đắc tội. Mượn quan tài.
Rất nhiều người không nói gì. Mượn quan tài thần linh, chính là thần linh khác sao? Không đúng, đây là cổ tự nhân tộc. Trước thời Thái cổ đều là thần văn, không thể có loại chữ này được. Có người kêu lên. Mọi người bừng tỉnh, vừa rồi quá mức trầm mê, quên mất điều dị thường này. Cường giả nhân tộc mượn quan tài của thần linh ngủ say sao? Đây phải chăng là một vị đại đế viễn cổ? Mọi người hoảng sợ, tinh thần tập trung cao độ, đồng loạt nhìn về phía cổ quan, có người yên giấc bên trong, những chữ này như thiên đạo, dường như có một tia quen thuộc, như từng thấy đâu đó, không sai, dường như rất quen, tuyệt đối từng lưu lại trên đời, chỉ là quên mất. Trong lòng mọi người chấn động. Đây rốt cục là ai? Bọn họ không lập tức ra tay với khối băng ngũ sắc mà lại đi tới bên cạnh cổ quan, chuẩn bị mở nắp quan ra nhìn một chút. Nơi này có ấn ký. Mọi người liền nhìn thấy một ít ký hiệu mơ hồ, ai ai cũng giật mình. Đây đại biểu cho thân phận người kia. Trên cổ quan này sinh ra một gốc cây dài nửa thước, yêu dị vô cùng. Nên biết rằng nó tồn tại hơn 100 vạn năm nhưng vẫn còn sinh cơ. Hỗn độn vụ lưu động, tiên vụ lưu chuyển, chiếc quan tài nằm yên không nhúc nhích, trên sườn vách đá có một ấn ký mơ hồ, rất nhiều người đương trường biến sắc. Xoát! Ánh mắt mọi người đều nhìn về người của Đại Hạ Hoàng Triều, mỗi người đều chấn động tâm thần, rung động vô cùng. Đây là dấu hiệu của hoàng tộc này. Chính là trước thời hoang cổ. Thái Hoàng. Có người run rẩy nói ra cái tên này. Trong lòng mọi người không khỏi nghiêm nghị, khó trách khi phát hiện ra những cổ tự trên khối băng, người của Đại Hạ Hoàng tộc lại xuất hiện dị sắc. Cái gọi là vị đại đế tới sau kia chính là thủy tổ của bọn họ. Trách không được khi ta thấy những cổ tự kia đã cảm giác quen mất, hóa ra từng gặp qua ở Thái Hoàng Điện của Đại Hạ. Có người bừng tỉnh đại ngộ. Đại Hạ Hoàng Triều chính là bốn đại thần triều bất hủ của Trung Châu, là một trong những thế lực đỉnh cấp đáng sợ và cổ xưa nhất, thủy tổ chính là một vị đại đế của nhân tộc. Thái Hoàng Điện chính là nơi do vị đại đế viễn cổ kia lưu lại, tuy rằng người đi nhà trống nhưng con cháu đời sau và giáo chủ nhất phương vẫn có cơ hội tưởng nhớ. Tuy dấu vết trên quan tài không rõ ràng nhưng cũng có thể nhận ra đó là một ấn ký hình người, mà lưng của hắn cũng là một con rồng. Độc nhất vô nhị. Chỉ có thủy tổ Đại Hạ dùng đây là ấn ký, con cháu đời sau cũng coi đó là dấu hiệu của thần triều bất hủ. Thái Hoàng lại ở nơi này. Mọi người khiếp sợ, đồng thời nhìn về phía người của Đại Hạ Hoàng Triều. Xưa nay có được mấy vị đại đế, lúc về già ai cũng đoàn tụ cùng tộc nhân của mình, không ngờ lại có một người tới đây, mượn quan tài của thần linh, tán chính mình nơi này. Điều này khiến người ta cảm giác rất yêu tà, có một cảm giác quỷ dị không nói nên lời. Vì sao lại như vậy? Thái Hoàng. Sinh tử chi mê, không ai biết được, khó có thể phân biệt. Nhưng lúc này, có người nhìn chằm chằm người của Đại Hạ Hoàng Triều, khi nhắc tới hai chữ Thái Hoàng cũng hơi run rẩy. Danh hiệu này không ai không sợ hãi, dù đã ly thể vô số năm tháng. Thủy Tổ. Theo ghi lại thì khi về già một mình người rời đi, không biết là đi đâu. Không ngờ lại tới đây. Hoàng chủ Đại Hạ thản nhiên thở dài. Tất cả mọi người ngây ra. Một vị đại đế tự tay khai sáng một thần triều bất hủ, thống ngự giang sơn ngần vạn dặm, thượng thiên hạ địa vô địch, là một trong những người mạnh nhất từ trước tới nay, không ngờ không tìm được một nơi tán thân. Không ngờ lại đi cướp đoạt quan tài với một người đã chết. Tuy nhiên, mọi người cuối cùng cũng cảm thấy bình thường trở lại. Đây là quan tài do bất tử thụ tạo thành, có truyền thuyết bất tử, không ai ngoài thần linh có thể đoạt được. Thái Hoàng đoạt được một nơi thần linh tán địa khiến người ta vô cùng chấn động. Không chỉ riêng khối quan tài, cả địa phương này cũng nhất định có ghi chú, bằng không một vị nhân tộc đại đế sao có thể làm như vậy, tất có ảo diệu đoạt thiên địa tạo hóa. Thủy Tổ, tử tôn bất hiếu tới đón ngài, cung nghênh ngài trở về nhà. Một vị lão hoàng thúc nghẹn ngào, đưa kim long bào lên lau đi nước mắt. Mọi người rung động, nhưng bỗng nhiên cảm thấy không thích hợp. Lão hoàng thúc này nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ muốn chiếm làm của riêng sao? Đây chính là cổ quan do thần linh cổ lưu lại, bọn họ nếu muốn cướp đi là chuyện không thể. Tất cả mọi người lộ ra dị sắc, không nói thi thể một vị đại đế là tiên trân vô thượng, có thể luyện thành thánh binh cực đạo, chỉ riêng chiếc quan tài này cũng là tuyệt thể trân bảo, chính là báu vật mọi tu sĩ phải khao khát. Đây là thủy tổ Đại Hạ ta, các vị đồng đạo sẽ không làm khó chúng ta chứ? Hoàng chủ Đại Hạ oai hùng, đầu đội cửu long quan, trầm giọng hỏi. Không ai đáp lại, luận tình và lý thì người ta mang đi di hài tổ tiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không có gì có thể ngăn cản. Nhưng mà khối thi hài này lại không tầm thường, là tiên tài vô giá có thể luyện hóa thành đế binh, hiếm có trên đời, không ai không động tâm. Không khí lập tức có chút căng thẳng, không ai lên tiếng. Nơi này đều là những nhân vật cấp hùng chủ, bể nghệ thiên hạ. Chưa nói tới các nhân vật từ Bách Giáo, chỉ riêng ba đại thần triều khác đã có thể sánh ngang với Đại Hạ rồi.
Ngoài ra còn có yêu chủ và chiến chủ Nam Lĩnh, cùng với thần Tăng Tây Mạc, người nào không phải là đại biểu của thế lực kinh thiên. Năm đó Thái Hoàng hành tẩu trần thế, vô địch mà tịch mịch, là loại phong thái nào, ta cũng muốn được thấy long nhan. Không sai, nhìn năm tháng muôn đời, xưa nay có được mấy đại đế. Ta chưa từng gặp mặt, hôm nay may mắn được thấy bóng dáng Thái Hoàng, chết cũng đáng. Có người đánh vỡ cục diện bế tắc, những người khác đều phụ họa theo. Người của Đại Hạ Hoàng Triều cảm thấy khó xử, chỉ cần thi thể trong quan này hiện ra tất nhiên sẽ dẫn tới đại chiến đổ máu. Thi thể tổ tiên không để bị khinh nhờn. Hoàng thúc Đại Hạ liền dựng lông mày lên, lớn tiếng quát. Không sai, Thủy Tổ là đại đế nhân tộc, há có thể khai quan quấy nhiễu. Hoàng chủ Đại Hạ tức đen loạn vũ, mất sáng như điện. Một vị giáo chủ nói, lời ấy sai rồi, chúng ta muốn chiếm ngưỡng phong tư vô thượng của đại đế cổ, dùng trái tim thành kính cúng bái, sao lại nói là khinh nhờn. Không khí nơi này liền căng như dây đàn, như sự bình yên trước khi bão tới. Di thể đại đế đủ cho người ta đánh tới đổ máu, thi cốt ngần vạn. Tuy nhiên, vẫn không có ai dám động thủ khai quan bởi vì không chỉ kiêng kỵ những người khác mà còn sợ hãi vị đại đế đã chết đi này. Hắn lưu lại quá nhiều truyền thuyết kinh thế. Thái Hoàng vang dội cổ kim, khai sáng Thái Hoàng Kinh Thư, là một bộ cổ kinh vô địch. Chương công kích có ghi lại Hoàng đạo Long khí Trung Châu vô song, mơ hồ có uy thế đệ nhất đương thời. Nghe nói về mặt công phạt thì chỉ có bí quyết chữ đấu trong cửu bí mới có thể tranh phong, đáng tiếc lại thi thoảng mới hiện thể, gần như đã bị mất truyền thừa. Thái Hoàng là một nhân vật truyền kỳ, hành tẩu trên thế gian có thể như thần linh. Có người nói hắn có thể nghịch hành phạt tiên, là một nhân vật cái thể khó lường. Năm đó, lực công kích của hắn khiến thiên hạ run rẩy, độc nhất vô nhị. Hoàng đạo Long khí vừa hiện, thiên hạ không ai dám tranh phong. Thái Hoàng nhìn xuống thương sinh, lưu lại ấn ký huy hoàng không thể xóa nhòa trong cổ sử nhân tộc. Dù hắn chết đi nhưng mọi người lo sợ hắn còn lưu lại hậu thủ, sợ mở quan tài sẽ sinh ra tai nạn có tính hủy diệt. Người của Đại Hạ Hoàng Triều nhíu mày, bọn họ hiểu được muốn mang quan tài này đi thật sự rất khó. Những giáo chủ khắp thiên hạ nơi này cũng sẽ không đáp ứng. Được rồi, chúng ta sẽ mở quan tài, nhưng sẽ mang đi di thể Thủy Tổ Đại Hạ ta, quan tài sẽ lưu lại cho các vị. Hoàng chủ Đại Hạ nói rõ. Xôn xao, hiện trường là một mảnh xôn xao. Dù là đại năng tuyệt đỉnh cũng không khỏi phải phòng bị, sợ rằng sau khi khai quan sẽ có đại chiến kịch liệt, mỗi người đều tự lui ra. Thái Hoàng được vạn tộc cổ kinh cùng tôn sùng, long nhan không phải ai cũng được nhìn thấy, một ít người tạp nham hãy rời đi đi, tránh khinh nhờn đại đế. Lão giáo chủ Vương Dương Chiến của Âm Dương giáo mở miệng. Có người gật đầu phụ họa, hiểu rõ ý tứ của hắn. Đây là phải thanh trừng bớt người, những vật phẩm đại đế lưu lại trong quan tài này đều là trân bảo. Nhiều người thế này căn bản không đủ phân. Hiện tại bước một số người đi, chỉ để lại những thế lực lớn nhất, cũng thuận tiện thương thảo việc phần chia. Đoàn người Tiêu Thái Sư và Âm Dương giáo đứng chung một chỗ. Tiêu Vân Thăng như cười như không, xót xa nhìn chằm chằm mấy người Diệp Phàm nói, sớm cút đi thì còn có thể sống lâu thêm chút. Ngươi có ý gì? Diệp Phàm không thèm nhìn hắn nói. Mọi người nơi này đều hiểu rõ chỉ có mấy người các ngươi là lai lịch bất minh. Tiêu Vân Thăng ung dung nhìn mấy người Diệp Phàm, lộ ra vẻ khinh thường rồi không chút để ý nói, ta cảm thấy cần phải dọn sạch nơi này, đuổi bớt mấy người không sạch mặt đi thôi. Một tên đại năng mở miệng như vậy lập tức có người gật đầu phụ họa, cho rằng phải đuổi bớt một số người. Mấy người Đoạn Đức, Đông Phương Giả giận đi người, lão mù cũng lầm bầm hai tiếng, trong mắt trắng giả lại hiện ra vẻ lợi hại. Tiêu Vân Thăng không mặn không nhạt nói, nơi này đều là các đại năng, có thân phận đặc biệt, mấy con kiến các ngươi nhanh cút đi. Ngay cả nửa bước đại năng đều dừng lại dưới đài cao vạn trượng này. Không ai theo kịp. Một tu sĩ hóa long bí cảnh như Diệp Phàm thật sự không vừa mất. Diệp Phàm vươn một ngón tay ra, không hề có chút sợ hãi, cung kính với đại năng, chỉ thẳng vào hắn nói, ngươi là cái thá gì? Trong mắt thần vương ẩn hiện sát khí, rất muốn một tát đánh chết Diệp Phàm nhưng lúc này thần lực bị phong cấm, không thể lưu động nên lạnh lùng nói, nơi đây đều là nhân vật cấp giáo chủ một phương, không phải là nơi các ngươi làm loạn, nhanh chút đi, chúng ta cần nghị sự. Diệp Phàm cười lạnh không thèm chấp. Tiêu Vân Thăng trầm mặt nói, đây là do tiểu tạp chủng ngươi muốn chết. Các vị đồng đạo, chúng ta đuổi bọn chúng đi, thế nào? Cái bát kia cũng là thứ không tồi. Hắn lại cổ động mọi người, nhìn thẳng cái bát của Đoạn Đức. Nếu cái bát này bị cướp đi, mấy người Diệp Phàm khẳng định sẽ hình thần câu diệt. Sớm có người nhận ra cái bát này bất phàm, trong nhất thời không ít người tâm động, bước về phía bọn hắn. Để ta nhìn xem tên khốn ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ai cũng không ngờ được Diệp Phàm đột nhiên lại ra tay, chủ động công kích về phía đại năng. Ông. Hắn huy động cự chưởng, trực tiếp đánh lên hai má Tiêu Vân Thăng, cương phong như sấm, hư không vặn vẹo. Tất cả mọi người ngẩn ra.
Thanh niên này rất ngông, dám vô lễ đánh tới một vị đại năng như vậy. Đây là một loại sỉ nhục, thật sự khiến người ta rất giật mình. Dù sao hắn cũng chỉ là tu sĩ hóa long bí cảnh, dám công kích một vị đại năng như vậy thì đúng là trắng trợn khinh thường. Tiêu Vân Thăng đột nhiên biến sắc. Hắn tung hoành thiên hạ nhiều năm, còn chưa có ai dám đánh về phía mặt hắn như vậy. Hắn lui về phía sau, hai tay huy động. Tuy rằng thần lực bị cấm phong, lưu động không được thông thuận nhưng tinh khí vẫn mênh mông như biển, hình thành một mảnh pháp tất trước người, như quang vũ ngũ sắc, thể hiện đạo hạnh của hắn ra. Đông. Diệp Phàm đánh một chưởng lên quần sáng pháp tắc của hắn, cả ngọc thai vạn trượng này chấn động, hai người đều mạnh mẽ lui về sau mấy bước. Ngươi rốt cục có lai lịch gì? Lực lượng thân thể tinh khiết có thể đối kháng cứng rắn với đạo lực như biển của một vị đại năng, đúng là hậu sinh khả úy. Mọi người nơi này đều là hùng chủ, sau khi giật mình cũng không biểu hiện gì nhiều, chi bàn luận đôi chút. Chỉ có vậy mà cũng đòi đuổi ta đi. Ta chỉ cần một tay cũng đánh bại ngươi. Diệp Phàm lại khiêu khích, không lưu cho đối phương chút thể diện nào. Tiểu tạp chủng. Tiêu Vân Thăng biến sắc. Ở đây đều là đại năng tuyệt đỉnh, trước mặt mọi người mà hắn lại bị một nhân vật hóa long bí cảnh nho nhỏ khinh miệt và làm nhục như vậy khiến hắn làm gì còn chút mặt mũi nào nữa. Mặc dù vận chuyển thần lực không thoải mái nhưng hắn mạnh mẽ gia tăng, huyền quang trước người mãnh liệt như biệt, đang xen pháp tắc. Trên đỉnh đầu hắn hiện ra một mảnh cấm khí, hạ tử thủ. Mập mạp lên theo ta. Diệp Phàm kêu Đoạn Đức, để hắn giúp hắn hộ thể, gia tăng chiến lực lên tới cực hạn. Ầm ầm Diệp Phàm ra tay, như một con mang long hình người, giơ tay nhấc chân đều khiến hư không sụp đổ, một chưởng đánh ra như có thể đánh bay đại sơn, dũng mãnh vô cùng. Hắn ẩn nhẫn tới lúc này, rốt cục tìm được thời cơ tốt, tất nhiên sẽ không bỏ qua, xé rách bầu trời đánh tới. Ầm ầm quần sáng trước người Tiêu Vân Thăng bị đánh tan, pháp tắc không ngừng bị phá hỏng. Dù sao thần lực của hắn bị cấm phong, tuy có thể vận chuyển nhưng không thể như bình thường được. Hắn lập tức bị đánh bay ra ngoài. Căn bản không thể ngăn cản được Diệp Phàm đang như một con giả thú, lực lượng đáng sợ vô cùng. Mập mạp, theo vào. Diệp Phàm hét lớn, tiếp tục bảo Đoạn Đức bảo hộ thân thể hắn, hai tay kết ấn đánh về phía trước. Bảo Sơn ấn. Hắn đẩy chưởng ra, tối đen như mực, một tòa ma sơn thái cổ đè ép tới. Tiêu Vân Thăng biến sắc, bị động xuất kích nhưng lập tức bị đánh xuyên qua. Diệp Phàm dùng thủ làm sơn ấn, mạnh mẽ đánh xuyên qua, đánh lên bàn tay Tiêu Vân Thăng. Lập tức huyết quang tung tóe bắn ra. Tiêu Vân Thăng kêu lớn, nhanh chóng lui lại, tay phải hắn hoàn toàn biến hình, cốt đoạn cân chiết. Diệp Phàm như quỷ mị đuổi theo, tay phải hóa thành sơn ấn màu đen, dư lực chưa mất, tiếp tục hung hăng đánh tới. Phốc. Tiên huyết phun ra, cánh tay phải của Tiêu Vân Thăng bị đánh thành thịt vụn, xương cốt nát như bột, thịt nát cũng vẩy ra, chấn nhiếp mọi người. Đây là thể chất gì? Thân thể đại năng mà không thể đối kháng, cận chiến sẽ gặp phải tai ương, vô cùng thiệt thòi. Đúng lúc này, Diệp Phàm vận chuyển bí thuật thần triều viễn cổ thiên đình, quỷ dị đánh ra một chưởng vô cùng khó phòng bị hay né tránh. 3. Tiêu Vân Thăng lại bị trúng chiêu, bị đánh thẳng bên má. Cái miệng của hắn lệch ra, xương cằm bị đánh gãy, một đường máu dài bị hất văng lên. Tất cả mọi người kinh hãi. Một vị đại năng không ngờ bị một tên tu sĩ hóa long bí cảnh đánh cho nát miệng. Đây quả thật là điều hoang đường vô cùng, giống như một con sư tử bị một con kiến đánh ngã lăn ra đất. Căn bản không phải là sự thật, không hợp lẽ thường chút nào. Nhưng mà thực tế lại hiện ra ngay trước mắt mọi người. Vị đại năng Tiêu gia này đang thiệt thòi nhiều, phần cằm cũng đang nát mất. Không ai không trợn mắt há hốc mồm. Điều này thật vượt xa dự kiến mọi người, khiến không ai biết phải nói gì cho phải. Tạp chủng. Tiêu Vân Thăng lúc này như vỡ cả miệng, nói chuyện đều rất khó khăn. Ngươi mới là tiểu tạp chủng. Thần sắc Diệp Phàm lạnh lùng, nhanh chóng áp tới gần. Đoạn Đức cũng rất biết phối hợp, huy động chiếc bát vỡ lao lên, hộ thể cho hắn. 3. Diệp Phàm lật tay thành chưởng, như cũ là bí thuật thiên đình, quỷ dị, không thể phòng bị, như thiên ngoại đánh tới. Tiêu Vân Thăng như nằm mộng. Hắn lại bị tát thêm một cái, âm thanh giòn tan vang lên. Máu tươi từ trong miệng hắn bị đánh văng ra tận hai thước, nửa khuôn mặt như bị đánh rớt xuống, gần như biến hình. Ở giờ khắc này, Tiêu Vân Thăng như phát điên lên. Đường đường là đại năng mà không ngờ lại chịu nhục nhã như vậy. Đồ rác rưởi. Diệp Phàm lại lao vào, phun ra mấy chữ như vậy. Tiêu Vân Thăng bị một tu sĩ hóa long bí cảnh đánh nát mặt, nát miệng liên tục trống giận như hung thú. Diệp Phàm lao vào, tay phải kết ấn đánh tới, lần này đánh thẳng về phía mi tâm đối phương, muốn đánh nát đầu hắn. Tiêu Vân Thăng đưa tay trái lên ngăn cản, mi tâm nếu bị đánh nát thì chắc chắn thức hải sẽ bị hủy, dù là đại năng thì cũng không thể sống nổi.
Tu vi đạt tới cảnh giới bậc này thì dù tứ chi bị chặt đứt cũng có thể tái sinh, chỉ duy nhất thần thức là không thể bị thương tích. Nếu linh hồn ấn ký bị hủy diệt thì sẽ không thể tồn tại được nữa. Diệp Phàm vẫn đánh ra Bảo Sơn Ấn, khí thế mạnh mẽ chưa từng có, tay phải tối đen đánh ra như một ngọn núi, đánh tan thần lực và pháp tắc đang xen, công thẳng vào. Rắc. Tay trái Tiêu Vân Thăng co rút lại, sau đó vặn vẹo biến hình, bị thương nghiêm trọng. Đau đớn khiến sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, mồ hôi lạnh không ngừng xông ra. Phốc. Tay phải Diệp Phàm hỏa thành ngọn núi màu đen không ngừng ép xuống, thế mãnh lực trầm. Đây thuần khiết là thân thể đối kháng, bàn tay của Tiêu Vân Thăng rốt cục bị đánh nát, trở thành một đoàn thịt nát. Thân thể một vị đại năng chắc chắn biết bao nhưng trước mặt Diệp Phàm lại không thấm vào đâu, bị lực lượng thân thể đỉnh phong của hắn liên tiếp đánh nát. A Tiêu Vân Thăng lại kêu lớn, thân mình ngã ra, tránh một kích nhằm vào đầu. Tay phải Diệp Phàm ép xuống, mau chóng đánh lên xương trán hắn. Tiêu Vân Thăng trước nguy cơ sinh tử không thèm giữ thể diện, trực tiếp ngã xuống đất, lăn tròn mấy vòng. Diệp Phàm tiến lên ba bước đuổi kịp, chân phải hạ xuống, dùng mãnh lực đánh tới, nặng như vạn quân. Choảng. Một cước này của hắn vô cùng lăng lệ, cực kỳ tàn nhẫn, đạp thẳng lên ngực đối phương khiến mây căng xương ngực bị gãy nát. Phốt. Tiêu Vân Thăng há mồm phun ra một ngụm máu lớn, giờ khắc này ngũ tạng vỡ nát, một cước này quá hung mãnh, suýt nữa xuyên thủng người hắn. Diệp Phàm tiếp tục xuất cước, lần này không hề lưu tình mà đánh thẳng tới trán hắn, hiển nhiên muốn một kích lấy mạng đối phương. Hết thảy điều này phát sinh quá nhanh, không ai có thể ngăn cản. Mọi động tác của hắn liền mạch, nhanh như chớp. Dừng tay. Bên cạnh có người hô lớn, Tiêu Thái Sư với mười mấy kiện cấm khí trên đầu tức giận, như một đầu sư tử dũng mãnh đánh tới. Diệp Phàm không hề dừng tay, chân phải tiếp tục hạ xuống, nhằm vào mi tâm Tiêu Vân Thăng, nếu đạp trúng thì dù là đại năng cũng phải chết. Phốc. Thời khắc mấu chốt, Tiêu Vân Thăng phun ra một ngụm tiên thiên tinh huyết, hóa thành một tấm kỳ lân thuẫn, chắn trước xương trán. Diệp Phàm kêu lớn một tiếng, dùng hết khí lực đạp xuống, liền va chạm với huyết thuẫn kia. Ngọc Thai Vạn Trượng xuất hiện một trận lay động, cho thấy lực lượng một cước này mạnh mẽ như thế nào. Kỳ lân thuẫn màu máu tứ phân ngũ liệt rồi vỡ tung, bàn chân Diệp Phàm bị mất đi đại lượng lực lượng nhưng cuối cùng vân hạ xuống. Đông. Một tiếng nổ vang như trống nổi, phần đầu Tiêu Vân Thăng bị lõm xuống, bị Diệp Phàm đạp vào mặt đất nhưng vẫn không bị phá vỡ, huyết nhục mơ hồ. Đúng lúc này Tiêu Thái Sư đã tới, hai tay hơ lên, một bức đạo đồ xuất hiện, muốn thu lấy Diệp Phàm vào trong. Diệp Phàm chuyển tay, lần này kết thành Nhân Vương Ấn, với khí thế quân lâm thiên hạ, cứng rắn đón đỡ tấm đạo đồ. Thân thể của Diệp Phàm vô song, pháp lực Tiêu Thái Sư tuy vẫn bị áp chế nhưng vẫn như có thể di sơn đảo hải, một tiếng nổ mạnh vang lên, cả hai đều phải lui về sau. Ngươi đi chết cho ta. Đúng lúc này, người giả mang cùng được bảo hộ dưới cái bát vỡ của Đoạn Đức cũng ra tay, cây đại bổng trong tay đánh tới. Trên mặt đất, Tiêu Vân Thăng kinh sợ vô cùng, nhanh chóng lăn vòng, tránh né một kích này. Đang. Thân thể của người giả mang này cũng rất khủng bố, đại bổng nanh sói gần như có thể phá thiên, đánh cho Ngọc Thai Vạn Trượng cũng lay động kịch liệt. Nếu không phải là nơi thần linh ngủ yên thì chỉ sợ đã sớm hóa thành tro tàn rồi. Tiêu Vân Thăng tránh né qua kích thứ nhất nhưng không thể tránh được lần thứ hai, phải hét thảm một tiếng, hai chân đã bị Đông Phương Giả đánh nát, huyết nhục mơ hồ. Ngươi dám? Tiêu Thái Sư tức giận, nhìn thấy người giả mang lại nhằm vào mi tâm của đệ đệ mình thì lại cố sức ra tay. Nhưng Diệp Phàm lại chặn hắn lại, không cho hắn lao lên, không ngừng va chạm với đạo đồ kia, phá nát bầu trời, đánh cho phiến đạo đồ kia suýt nữa phải vỡ soát. Người của Âm Dương Giáo ra tay, một vị đại năng phun ra một dải tơ, cuốn lấy người Tiêu Vân Thăng cứu đi, bằng không nhất định đã tán thân dưới bổng của người giả mang rồi. Đồng thời, lão giáo chủ Vương Dương Chiến của Âm Dương Giáo đã ra tay, bước tới muốn đối phó mấy người. Vốn chính là hắn nói phải dọn sạch nơi này, mà nay thấy Minh Hữu gặp nạn, hắn tự nhiên phải lập uy. Đây là một nhân vật già đời, đạt tới gần 3.000 tuổi, ai ai cũng phải kiên kỵ. Tốc độ của hắn không quá nhanh nhưng cũng rất bức nhân, chắp hai tay sau lưng lướt về phía mấy người, tư thế như nắm giữ hết thảy trong tay khiến người ta úy kỵ. Hắn nhìn xuống mấy người, tay phải vươn ra, nhằm thẳng về chiếc bát vỡ, muốn giật đi khiến mất người mất đi vật hộ thân, đương trường tử vong. Có thể nói hắn đích xác có được tư bản mà tự phụ. Thân là một lão già đời, dù là thánh chủ tuyệt đỉnh cũng không phải là đối thủ của hắn. Hừ. Lão người mù hừ lạnh một tiếng, tay phải đánh ra, đồng dạng có được lực lượng pháp tắc đáng sợ, không hề thua kém Vương Dương Chiến. Hai người va chạm, tạo ra lốc xoáy thần lực, quỷ dị không hiểu, thời không cũng như thay đổi, hiện lên một mảnh hỗn loạn. Mọi người xung quanh đều cảm thấy vô cùng kinh hãi,
Rất nhiều người nơi này bị cấm phong thần lực, nhưng nhân vật già đời Vương Dương Chiến không ngờ vẫn còn có thủ đoạn như vậy, quả là cao nhân nhất tiệt. Mà lão người mù không bắt mắt kia không ngờ chống đỡ được thế công của hắn. Vừa rồi cũng không ai để mắt tới hắn, không ngờ hắn cũng là một cao nhân thế ngoại. Là ngươi, đại cường giả thứ hai của Bắc Vực, Thiên Hạc lão nhân. Vương Dương Chiến lộ ra thần sắc khó tin nói, ngươi còn chưa chết sao, ngươi còn chưa chết thì ta sao chết được. Lão mù cười hắc hắc. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.